Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Trong tuyên bố mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko cho biết Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu quốc gia này bị tấn công theo hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Ông Rudenko nói vào ngày 15 tháng 10, nếu một hành động gây hấn được tiến hành nhằm vào Triều Tiên, tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện theo hiệp ước của chúng tôi và của Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á sau khi Triều Tiên phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới với Hàn Quốc. Các điều khoản mà ông Rudenko nhắc đến nằm trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó đã đệ trình hiệp ước lên Duma Quốc gia để phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Nội dung hiệp ước nói lên tất cả. Điều 3, điều 4, hiệp ước đã được ký kết, vì vậy nó được công khai. Ông Rudenko nói. Hiệp ước có điều 4 đề cập đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị gây hấn. Theo đó, các bên, trong trường hợp một trong hai bên bị gây hấn, sẽ cung cấp cho nhau bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Hiệp ước quy định các bên phải duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, có tính đến luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng, cũng như các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Theo hiệp ước, các bên phải tìm cách thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp có mối đe dọa về hành vi tấn công vũ trang nhằm vào một trong hai quốc gia, thì các quốc gia, theo yêu cầu, sẽ ngay lập tức kích hoạt các kênh tham vấn song phương để phối hợp lập trường, đồng thời thống nhất các biện pháp thực tế có thể tiến hành để hỗ trợ lẫn nhau loại bỏ mối đe dọa. Trong trường hợp một bên bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi biện pháp có thể, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Nga, Triều Tiên. Ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Volodin tuyên bố rằng Hạ viện Nga sẽ ưu tiên xem xét dự luật phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Chiến lược giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trao đổi với các phóng viên, ông Volodin cho biết, Duma Quốc gia sẽ ưu tiên xem xét vấn đề này và sẽ đưa ra thảo luận tại Hội đồng Duma vào ngày 16 tháng 10. Các đại biểu Duma Quốc gia và phía Nga ủng hộ việc phê chuẩn hiệp ước. Hiện nay, quan hệ giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang phát triển tốt đẹp. Dự luật đề xuất phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Chiến lược giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được ký kết tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6 nhằm tăng cường hợp tác và tương tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hiệp ước quy định việc hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác cho một trong hai nước trong trường hợp bị tấn công. Trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công vũ trang bởi một hoặc nhiều quốc gia và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp viện trợ quân sự và các hình thức viện trợ khác bằng tất cả các phương tiện có sẵn phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và theo pháp luật của Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Văn bản của hiệp ước do Tổng thống Nga trình lên Duma Quốc gia để xin phê chuẩn. Ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã bày tỏ quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10, phóng viên của hãng tin AFP đề nghị Trung Quốc bình luận về việc Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phá hủy đoạn đường không còn sử dụng, kết nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết, chúng tôi đã chú ý đến tình hình liên quan, là nước láng giềng gần bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không phù hợp với lợi ích chung của các bên và điều cấp bách hiện nay là tránh làm gia tăng thêm xung đột. Trung Quốc kiên định với lập trường duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị. Chúng tôi cũng hy vọng các bên cũng nỗ lực vì mục tiêu này. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JSC của lực lượng vũ trang Hàn Quốc thông báo rằng quân đội Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc ở phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên. Từ đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp, người ta có thể thấy các vụ nổ xảy ra tại những con đường ở khu vực biên giới Liên Triều, trong khi binh lính và xe tải của Triều Tiên được huy động đến hiện trường. Theo JSC, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Các vụ nổ này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cam kết vào tuần trước rằng họ sẽ hoàn toàn cắt đứt các tuyến đường bộ, đường sắt liên triều và tiếp tục củng cố các khu vực ở phía biên giới Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng cho hay họ đã thông báo cho quân đội Mỹ về động thái này để ngăn chặn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn.
Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, tuyến đường nối thành phố biên giới phía Tây Paju của Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên, và tuyến Donghae dọc theo bờ biển phía đông. Việc Triều Tiên phá hủy đoạn đường kết nối với Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Sau vụ việc bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo về một thảm họa khủng khiếp nếu thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc tiếp tục bay qua thủ đô của Triều Tiên. Hàn Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận những cáo buộc trên, nhưng cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Ngày 15 tháng 10, hãng tin Yonhap đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã cho nổ đoạn phía bắc của các tuyến đường bộ kết nối với Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên trước đó thông báo rằng có kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ nước này với Hàn Quốc thông qua việc ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên Triều. Theo Bộ Quốc phòng Triều Tiên, các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 10 cho biết, tại cuộc họp với giới chức an ninh cấp cao trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với hành vi khiêu khích nghiêm trọng của đối phương. Ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn, đề ra kế hoạch triển khai hành động quân sự tức thời, cũng như các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong chiến dịch răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức một cuộc họp an ninh như vậy. Theo Yonhap, những động thái mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên cáo buộc các thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng này. Triều Tiên cảnh báo về thảm họa tàn khốc nếu sự việc tái diễn. Cho đến nay, phía Hàn Quốc không thừa nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về sự đáp trả kiên quyết và áp đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, đang theo dõi sát sao tình hình và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Kể từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Triều và Liên-Triều không đạt đột phá, các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên-Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. Hãng tin AP đánh giá, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Với việc Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các cuộc tập trận chung, Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa cùng các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên sẽ sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền. Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un cho rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi nữa. Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. Theo KCNA, hồi đầu tháng này, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua một số nội dung sửa đổi và bổ sung cho hiến pháp cùng với một số nội dung khác liên quan đến chính sách phát triển kinh tế đất nước và công tác nhân sự. Tuy nhiên, hãng tin KCNA không nêu chi tiết những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp của Triều Tiên. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây cho biết, Triều Tiên có bằng chứng cho thấy quân đội Hàn Quốc đứng sau các chuyến bay của máy bay không người lái trên Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong, phó bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố, "Chúng tôi có thông tin tình báo đáng tin cậy cho biết quân đội Hàn Quốc là thủ phạm chính đằng sau hành động khiêu khích thù địch vi phạm chủ quyền của Triều Tiên liên quan đến việc vi phạm không phận thủ đô của chúng tôi." Bà Kim nói thêm, những kẻ chủ mưu sẽ phải trả giá đắt. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 11 tháng 10 rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào không phận Bình Nhưỡng 3 lần để thả tờ rơi. Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul dừng các hoạt động này và đưa ra chỉ thị đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng báo động toàn diện. Lúc đầu, quân đội Hàn Quốc cho biết họ không điều khiển máy bay không người lái vào Triều Tiên, nhưng không loại trừ khả năng đó là do các thực thể hoặc cá nhân tư nhân thực hiện. Sau đó, Seoul cho biết họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh nước này với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng No Kwang-chun, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-gin cùng các quan chức an ninh và quân đội khác.
Hội đồng Quốc phòng An ninh đã thảo luận về hành vi khiêu khích nghiêm trọng của Hàn Quốc, kế hoạch hành động quân sự ứng phó của Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên, tình hình hiện đại hóa công nghệ, trang bị quân sự phục vụ quốc phòng, tình hình sản xuất trang bị vũ khí và hoạt động thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên. Hãng tin KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã đánh giá cho ý kiến về các biện pháp đối phó của từng cơ quan quốc phòng, an ninh, lắng nghe về khả năng sẵn sàng huy động của các lực lượng hỗn hợp, đồng thời trình bày phương hướng các hoạt động quân sự trước mắt, kích hoạt răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của đất nước. Trong một động thái mới nhất, hãng thông tấn Yonhap trích tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, các chất nổ đã phát nổ ở phía bắc biên giới hôm 14 tháng 10. Tuyên bố viết, Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường ở Gyeonggui và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự vào khoảng buổi trưa. Hai con đường này đã không được sử dụng kể từ tháng 8 năm nay và các vụ nổ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào ở phía biên giới của Seoul, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và sẵn sàng sau các sự cố. Quân đội Triều Tiên cũng được cho là đã cố gắng đặt thuốc nổ trên con đường dọc theo ranh giới phân định phía Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết, để đáp trả vụ nổ ngày 14 tháng 10, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía nam ranh giới phân định quân sự, mặc dù không có thiệt hại nào xảy ra ở phía biên giới của Seoul. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó với Triều Tiên khi đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Giám đốc quan hệ công chúng của GCS Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội Hàn Quốc hôm 14 tháng 10, ông Kim Kyung Hai, thị trưởng Paju, thành phố biên giới phía nam bản Môn Điểm, thuộc tỉnh Gyeonggi cho biết rằng căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến cho người dân khu vực này đang cân nhắc việc di rời khỏi nơi ở như trong tình trạng xung đột. Chính quyền Gyeonggi cũng đã xem xét các kế hoạch thiết lập vùng rủi ro tại các khu vực biên giới như Goyang, Gimpo, Yongchon, Pocheon và Paju. Trước đó, Triều Tiên đã nâng mức độ cảnh báo đối với Seoul khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiều ngày 13 tháng 10, Triều Tiên đã ra lệnh 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư thế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thỏa thuận về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước đó vào ngày 8 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định dù căng thẳng leo thang nhưng Bình Nhưỡng không có ý định tấn công Hàn Quốc trừ khi bị khiêu khích. Trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Kim Jong-un, nơi đào tạo ra các chuyên gia quân sự hàng đầu Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố đất nước của ông sẽ đẩy nhanh các bước để trở thành một siêu cường quân sự, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cho các cuộc xung đột tiềm tàng với Hàn Quốc và Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích Seoul vì đã hợp tác với Washington để gây bất ổn khu vực, đồng thời nêu rõ Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả những khả năng nếu đối thủ cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên. Không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng nêu rõ, dù căng thẳng leo thang, nhưng Bình Nhưỡng không có ý định tấn công Hàn Quốc trừ khi bị khiêu khích. Theo giới quan sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từng đưa ra lời đe dọa tương tự về việc sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu. Nhưng cảnh báo lần này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hàn Quốc và Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng cảnh báo Triều Tiên rằng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân, chế độ của nước này sẽ chấm dứt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào ngày 14 tháng 10, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ông Kim Jong-un, với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị, cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại. Ông Kim Jong-un cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Báo cáo cho biết, ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Cầm quyền và Chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Trước đó, vào đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA có đoạn nêu rõ, quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Hôm 12 tháng 10, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về các hoạt động mà Triều Tiên cho là của thiết bị bay không người lái thả tờ rơi trên bầu trời thủ đô nước này. Hồi tuần trước, KCNA dẫn thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, nước này sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Cũng trong ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã thử nghiệm đạn pháo phản lực phóng loạt với tính năng mới. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Theo KCNA, Viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm pháo phản lực cho hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm. Đạn pháo này có khả năng điều khiển mới. KCNA cho biết vụ thử được thực hiện ngày 8 tháng 10, song không nêu rõ địa điểm. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên cho biết đã phát triển đạn pháo phóng tên lửa 240mm với những cải tiến về tầm bắn, độ chính xác và khả năng điều khiển mới. Theo kế hoạch, đến tháng 5, Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống vũ khí này cho các đơn vị quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026. Vào tháng 8 vừa qua, KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt MRLS cỡ nòng 240mm kiểu mới, đang được các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. MRLS mới được cải tiến về tính cơ động, khả năng tấn công chính xác, chứng minh được sự vượt trội trong tất cả các chỉ số về hệ thống dẫn đường mới được áp dụng, khả năng điều khiển và sức công phá. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JSC Hàn Quốc ngày 15 tháng 10 thông báo, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggi và Namhae ở phía bắc đường phân định quân sự vào khoảng giữa buổi trưa nay. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc và cho biết đã gửi thông điệp tới quân đội Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Sau thông báo được công bố bởi Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Quân đội Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc cho nổ các con đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Namhae. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đang tăng cường theo dõi sát các hoạt động của Bình Nhưỡng để có thể có biện pháp đảm bảo an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc, đồng thời đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, nối thành phố biên giới Paju ở phía tây Hàn Quốc với kê sông của Triều Tiên và tuyến Namhae dọc theo bờ biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó sau khi Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Giám đốc quan hệ công chúng của JSC Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội Hàn Quốc diễn ra vào ngày 14 tháng 10, ông Kim Kyung-min, thị trưởng Paju, thành phố biên giới phía nam Bàn Môn Điếm thuộc tỉnh Gyeonggi, cho biết căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến người dân khu vực này đang cân nhắc tới việc di rời khỏi nơi ở trong tình trạng chiến tranh. Chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng đang xem xét đến kế hoạch thiết lập vùng rủi ro tại các khu vực biên giới như Gojang, Gimpo, Yongcheon, Pocheon và Paju. Trước đó, Triều Tiên đã nâng mức độ cảnh cáo đối với Seoul khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiều ngày 13 tháng 10, Triều Tiên đã ra lệnh 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư thế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng.
KCNA cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra các kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp khi các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc đã được lệnh sẵn sàng nổ súng. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cũng cho biết, bà Kim Jong-un chỉ trích quân đội Hàn Quốc về cách phản ứng trước cáo buộc của Triều Tiên rằng thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. KRT dẫn lời bà Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc giải tờ rơi lên thủ đô quốc gia đối địch sẽ được coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng với động cơ chính trị và là sự vi phạm chủ quyền. Nhưng điều quan trọng nhất trong sự việc gần đây là phương tiện mang tờ rơi chính là thiết bị bay không người lái. Ngày 15 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào trước đó một ngày, giữa lúc Bình Nhưỡng chỉ trích vụ việc thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc xâm nhập thủ đô này và thả tờ rơi tuyên truyền. Bình Nhưỡng coi vụ việc này là cực kỳ quan trọng và đã đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cảnh báo bất cứ một thiết bị bay nào của Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên và có các hành vi tương tự sẽ bị coi là lời tuyên chiến. Chủ tịch Kim Jong-un với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù xâm phạm chủ quyền quốc gia trên. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại và chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe, cũng như thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bản tin cho biết, ông Kim đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn với đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Về vụ việc, ngày 14 tháng 10, Nga đã có phản ứng khi tuyên bố Moscow coi các vụ việc liên quan đến UAV Hàn Quốc là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Seoul nên xem xét nghiêm túc các cảnh báo của Bình Nhưỡng và ngừng làm leo thang tình hình trên bán đảo. Cũng trong ngày này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia, Hạ viện, dự luật hợp tác toàn diện với Triều Tiên. Theo đó, hợp tác giữa hai quốc gia sẽ đạt đến tầm cao mới lịch sử và chính thức mang tính chiến lược và toàn diện. Văn bản nêu rõ, quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và bình đẳng. Hai bên nỗ lực thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và tính đa cực công bằng. Văn kiện này nhằm thay thế một số thỏa thuận những năm trước. Thỏa thuận về vấn đề này đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Trong đó, hai bên nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trợ lý Yuri Usakov của Tổng thống Putin giải thích rằng thỏa thuận mới là cần thiết trong bối cảnh diễn biến tình hình địa chính trị cũng như trong bối cảnh những thay đổi về chất trong quan hệ song phương. Hiệp ước mới không nhằm mục đích chống lại bất kỳ nước nào mà chủ yếu nhằm đảm bảo sự ổn định ở khu vực Đông Bắc Á. Khi Triều Tiên đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, hãng tin Reuters đã công bố video ghi lại cảnh một ngôi làng của Triều Tiên sát biên giới với Hàn Quốc. Trong đoạn phim do Reuters phát đi vào ngày 14 tháng 10, người ta nhìn thấy khói bốc lên từ những ngôi nhà trong làng Triều Tiên. Đó là một cảnh khá yên bình giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa thiết bị bay không người lái UAV tới thủ đô Bình Nhưỡng để giải chuyển đơn. Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC cũng cho biết, vào ngày 9 tháng 10, quân đội Triều Tiên đang triển khai các hoạt động dưới sự ngụy trang trên những con đường phía bên kia biên giới gần bờ biển phía Tây và Đông. JSC cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các động thái này, đồng thời nhận định rằng dường như nó liên quan đến việc phá nổ các con đường dọc tuyến Gyeonggi và Dongdae. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc gửi thiết bị bay không người lái để giải số lượng lớn chuyển đơn chống Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Sau đó vào ngày 13 tháng 10, truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đã phát đi tuyên bố của bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. KRT cũng cho biết bà Kim Jong-un chỉ trích quân đội Hàn Quốc về cách phản ứng trước cáo buộc của Triều Tiên rằng thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. KRT dẫn lời bà Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc giải tờ rơi lên thủ đô quốc gia đối địch sẽ được coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng với động cơ chính trị và là sự vi phạm chủ quyền. Nhưng điều quan trọng nhất trong sự việc gần đây là phương tiện mang truyền đơn chính là thiết bị bay không người lái. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã trích lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của nước này cho biết Bình Nhưỡng nhận thấy khả năng cao sẽ có thêm nhiều thiết bị bay không người lái bay qua thủ đô và quân đội đã được lệnh chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả xung đột.
các đơn vị pháo binh của Triều Tiên gần biên giới với Hàn Quốc đã được lệnh sẵn sàng nổ súng. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi thực hiện ngoại giao để khôi phục sự bình tĩnh và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 14 tháng 10, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ tung con đường xuyên biên giới sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái đến tận thủ đô Bình Nhưỡng. Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên trở nên gần gũi hơn trong thời gian gần đây, với các chuyến thăm lẫn nhau diễn ra thường xuyên. Trong những năm 2000, Nga ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên với lý do các vụ thử hạt nhân của nước này đe dọa gây tổn hại đến nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, Nga phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc gia hạn giới hạn hoạt động của nhóm chuyên gia giám sát vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ này ngày 14 tháng 10 rằng những hành động như vậy là xâm phạm trắng trợn vào chủ quyền của Triều Tiên và các vấn đề nội bộ, với mục đích phá hủy nhà nước pháp quyền và khuôn khổ chính trị và phủ nhận quyền phát triển của nước này. Việc đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực chỉ có thể thực hiện thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao trên cơ sở đảm bảo an ninh. Không có cách nào khác trừ khi mục đích thực sự của Hàn Quốc và đồng minh Mỹ không phải là gây hấn, bà Zakharova nói thêm. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Interfax đưa tin, Tổng thống Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, văn bản phê chuẩn hiệp ước về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Triều Tiên. Tài liệu nêu rõ, mỗi bên sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phá hủy phần phía Bắc của tuyến đường liên Triều trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang vì vụ Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ. Việc phá hủy tuyến đường kết nối hai nước là động thái phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un về việc cắt đứt quan hệ với Seoul và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ra nhiều hoạt động phía bên Triều Tiên như dựng tấm chắn, dường như là để phá hủy tuyến đường. Họ đã dựng các tấm chắn trên đường và đang làm ở phía sau những tấm chắn đó, chuẩn bị cho nổ tung đường. Ông Lee Sung-jun, người phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng việc phá hủy có thể diễn ra trong hôm nay. Ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa không gian, hoạt động bị cho là vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích nhỏ để gia tăng sức ép lên Seoul. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC cho hay, quân đội Triều Tiên đã tiến hành hoạt động được cho là có liên quan những vụ nổ trên các tuyến đường dọc theo tuyến Yonggi và Donghae. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang theo dõi sát những động thái trên đang diễn ra ở phía bắc đường phân giới quân sự và tìm kiếm các biện pháp an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc nhằm xây dựng các công trình phòng thủ vững chắc để ứng phó với các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục tăng cao nguy hiểm. Bình Nhưỡng mới đây cáo buộc Seoul điều khiển thiết bị bay không người lái qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả tờ rơi tuyên truyền chứa đầy rác và tin đồn kích động. Triều Tiên cảnh báo rằng nếu phát hiện thêm một thiết bị bay không người lái nào nữa, họ sẽ coi đó là lời tuyên chiến. Bất chấp việc quân đội Hàn Quốc phủ nhận cáo buộc trên và có những đồn đoán về một nhóm hoạt động ở miền Nam thực hiện vụ việc trên, Triều Tiên tuyên bố Seoul phải chịu trách nhiệm. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông báo họ đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Đáp lại cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Seon-jun nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra quan điểm về mối quan hệ của nước này với Trung Quốc cũng như tầm nhìn về thống nhất bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc nói chuyện ở Singapore do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác dựa trên quy tắc với Trung Quốc và giải quyết những hiểu lầm thông qua đối thoại nhanh chóng và trung thực.
dù Bắc Kinh hỗ trợ Bình Nhưỡng trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. Song Tổng thống Hàn Quốc nói, thay vì mắc kẹt trong quá khứ, chúng ta phải tập trung vào tương lai. Trung Quốc là một quốc gia rất quan trọng đối với Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh, kinh tế và đầu tư. Theo ông Jun Suk-yong, Seoul đang nỗ lực định hình mối quan hệ của mình với Bắc Kinh, thông qua sự tham gia mang tính xây dựng, nhằm thúc đẩy một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ hợp lý. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý, Mỹ là đồng minh duy nhất hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ sự tự do của chúng tôi. Nền tảng ngoại giao và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc nằm ở liên minh Hàn-Mỹ. Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã trình bày tầm nhìn về việc thống nhất Liên Triều, dựa trên nền dân chủ tự do để thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho học thuyết thống nhất của ông, vốn được công bố lần đầu vào tháng 8. Ông nhấn mạnh, nếu thành hiện thực, một bán đảo Triều Tiên thống nhất, tự do và rộng mở sẽ là một thành tựu lịch sử, mở rộng giá trị tự do lên rất nhiều. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, một bán đảo Triều Tiên thống nhất không có vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến một chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và lòng tin toàn cầu, cải thiện sự an toàn của hoạt động hàng hải bằng cách giảm nhu cầu buôn bán bất hợp pháp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Là một phần của cam kết, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp 100 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tài trợ các dự án hợp tác phát triển, thúc đẩy dân chủ ở các nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phá hủy phần phía bắc của tuyến đường liên triều trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng vì vụ Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ. Việc phá hủy tuyến đường kết nối hai nước là động thái phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un về việc cắt đứt quan hệ với Seoul và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động bên phía Triều Tiên như dựng tấm chắn, dường như là để phá hủy tuyến đường. Ông Lee Sung-yoon, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo, họ đã dựng tấm chắn trên đường và đang làm ở phía sau những tấm chắn đó, chuẩn bị cho nổ tung đường. Ông nói thêm rằng việc phá hủy có thể diễn ra trong ngày 14 tháng 10. Ông Lee cho biết, quân đội Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa không gian, hoạt động bị cho là vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích nhỏ để gia tăng sức ép lên Seoul. Diễn biến này xuất hiện sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái mang theo chuyển đơn đến tận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu điều đó tái diễn. Trong tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết đã ban hành lệnh tác chiến sơ bộ tới lực lượng pháo binh và các đơn vị khác gần biên giới Hàn Quốc để yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói rằng toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc có thể biến thành đống tro tàn sau cuộc tấn công mạnh mẽ của Triều Tiên. Bình Nhưỡng thường đưa ra những tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng cao là Triều Tiên sẽ không triển khai tấn công phủ đầu quy mô lớn vì tiềm lực quân sự không bằng Hàn Quốc và Mỹ. Hàn Quốc từ chối xác nhận việc điều khiển máy bay không người lái, nhưng cảnh báo sẽ trừng phạt Triều Tiên nghiêm khắc nếu sự an toàn của người dân Hàn Quốc bị đe dọa. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến để đối phó với cơn cuồng loạn đối đầu của lực lượng Hàn Quốc và Mỹ. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bổ sung thêm hàng rào chắn chống tăng, đặt mìn và gia cố đường xá ở phía bên kia biên giới kể từ đầu năm nay, có thể nhằm tăng cường thế trận an ninh tiền tuyến và ngăn chặn binh lính và công dân đảo tẩu sang Hàn Quốc. Việc phá hủy các con đường và thực hiện các hành động quân sự khác được coi là động thái gia tăng áp lực lên Hàn Quốc và Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên đã lệnh cho các lữ đoàn pháo binh ở phía nam nước này gần biên giới với Hàn Quốc sẵn sàng khai hỏa. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ban hành chỉ thị chuẩn bị tác chiến cho các lực lượng pháo binh hợp thành gần biên giới và các đơn vị được giao nhiệm vụ hỏa lực chuẩn bị cho chiến đấu quy mô lớn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố, chỉ thị chuẩn bị tác chiến bao gồm lệnh nâng 8 lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ lên mức sẵn sàng thế chiến để chờ lệnh khai hỏa trước 8 giờ tối ngày Chủ nhật và hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tác chiến khác nhau. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Seoul đã đưa máy bay không người lái mang theo chuyển đơn tuyên truyền đến thủ đô Bình Nhưỡng và vào thứ Tư và thứ Năm tuần trước, theo một tuyên bố được KCNA phát đi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cảnh báo Triều Tiên sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chế độ nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã chỉ trích các tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc, khẳng định Triều Tiên sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền bị xâm phạm. Theo Yonhap, trong ngày 3 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới cơ sở huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên.
Tại đây, ông Kim cảnh báo rằng Bình Nhưỡng không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. KCNA dẫn lời ông Kim, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là một người không bình thường. Ông ấy đã khoe khoang về sức mạnh quân sự áp đảo trước một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu đối thủ muốn sử dụng lực lượng vũ trang để xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, chúng tôi sẽ không ngần ngại đáp trả bằng mọi phương tiện hiện có, bao gồm vũ khí hạt nhân. Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định rằng những lời đe dọa của đối thủ không thể ngăn cản và tước đoạt năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bình luận của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Hàn Quốc tổ chức duyệt binh ở Seoul vào đầu tuần này. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo rằng chính quyền Triều Tiên sẽ chấm dứt nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong cuộc duyệt binh, quân đội Hàn Quốc cũng giới thiệu tên lửa đạn đạo thế hệ mới mang tên Hwinmoo-5. Ngay sau khi cuộc duyệt binh của Hàn Quốc, bà Kim Joo-young, em gái của ông Kim Jong-un, đã lên tiếng về hệ thống tên lửa mới của Seoul. Bà Kim nói, không một ai tỉnh táo lại đi cảnh báo về sự kết thúc của một chế độ bằng thứ vũ khí khổng lồ vô dụng. Em gái của ông Kim Jong-un cũng lên án sự xuất hiện của máy bay ném bom B-1B của Mỹ tại sự kiện ở Seoul. Bà cho rằng đây là cảnh tượng thể hiện tình trạng thuộc địa hóa của Hàn Quốc. Ông Kim đánh giá lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên là lực lượng then chốt và cốt lõi trong khả năng răn đe và tác chiến của đất nước, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu mở rộng và tăng cường lực lượng tác chiến đặc biệt thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đất nước. Những phát biểu của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận hải quân tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân hai nước. Lâu nay, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, coi đây là nguy cơ đối với an ninh của nước này. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã trích dẫn bài phát biểu của ông Kim Jong-un trong buổi họp chính phủ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn tăng gấp bội số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên trích dẫn lời ông Kim, chúng ta cần hoàn thiện hơn nữa năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực này để đảm bảo an ninh quốc gia. Bình Nhưỡng đang theo đuổi chính sách tăng gấp bội kho vũ khí hạt nhân, trong khi lực lượng tác chiến hạt nhân được vận hành theo hệ thống chỉ huy và kiểm soát chặt chẽ. Cũng theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên cần duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ để đối phó với hàng loạt nguy cơ khác nhau tới từ Mỹ và đồng minh. Tuy vậy, Triều Tiên là quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và sẽ chỉ sử dụng loại vũ khí này cho mục đích phòng thủ. Thưa quý vị, Triều Tiên dường như đã bác bỏ khả năng quay lại phương pháp ngoại giao cá nhân mà Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện với cựu Tổng thống Donald Trump, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Song Kim phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 30 tháng 9 rằng, bất kỳ ai nhậm chức ở Mỹ, chúng tôi sẽ chỉ làm việc với tổ chức nhà nước được gọi là Mỹ, chứ không phải là chính quyền đơn thuần. Ông nói, tương tự như vậy, bất kỳ chính quyền nào của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, điều này khác với những gì Mỹ từng nghĩ. Ri In-gyu, một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, chia sẻ với báo chí rằng Bình Nhưỡng muốn mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington nếu ông Trump tái đắc cử và đang nỗ lực chuẩn bị một chiến lược đàm phán mới. Ông Donald Trump đã có những hoạt động gặp gỡ chưa từng có với Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước. Ông Ri In-gyu cho biết, các nhà ngoại giao Triều Tiên đang chuẩn bị chiến lược trong trường hợp người dân Mỹ bầu ông Trump thay vì Phó Tổng thống Kamala Harris với mục tiêu là Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên, xóa tên nước này khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và kêu gọi viện trợ kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim năm 2019 đã sụp đổ vì vấn đề trừng phạt và đòi hỏi thẳng thừng của Mỹ rằng Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã phớt lờ lời kêu gọi từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden về nối lại đàm phán. Ông Trump nói trong một cuộc tranh luận bầu cử hồi tháng 6 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không tôn trọng Tổng thống Biden và cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang đẩy đất nước vào thế chiến thứ ba. Tại cuộc họp báo hồi tháng 8, ông Trump nói rằng ông Kim rất thích tôi nhưng lại không thích chính quyền Biden-Harris. Đại sứ Song Kim cho rằng sự thù địch của Mỹ và mối đe dọa hạt nhân mà nước này gây ra đối với Triều Tiên trong hơn 70 năm qua đã buộc Bình Nhưỡng phải sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo rằng, chúng ta có thể lựa chọn đối thoại hoặc đối đầu, nhưng chúng ta nên tiến xa hơn nữa trong việc chuẩn bị đầy đủ cho sự đối đầu.
Ngày 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai các khí tài chiến lược hạt nhân tại Hàn Quốc. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin. Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-in cáo buộc Washington thực hiện chiêu trò quân sự liều lĩnh và gây căng thẳng khi đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc gần đây và một lần nữa điều máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc diễu hành ở Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một máy bay ném bom B-1B tham gia vào cuộc diễu hành được tổ chức chiều ngày 1 tháng 10 tại Seoul cùng máy bay chiến đấu của đồng minh và các máy bay khác. Quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận sự tham gia của máy bay ném bom, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc diễu hành là một phần trong nỗ lực thể hiện sức mạnh quân sự nhằm răn đe Triều Tiên. Đài NBC dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công để đáp trả cuộc không kích vào ngày 1 tháng 10 vừa qua của Tehran. Theo nguồn tin, những mục tiêu nói trên chủ yếu là các cơ sở quân sự và phân phối năng lượng của Iran. Giới chức Mỹ cho biết các chiến lược gia Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Cho rằng tính đến thời điểm này, Israel chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin thừa nhận phía Israel chưa thông báo cụ thể cho phía Mỹ về thời điểm triển khai tấn công. Một số tờ báo cho rằng ngày Yom Kippur hay lễ đền tội từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10 có thể là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay. Song dường như các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Trước đó, hãng tin CNN ngày 12 tháng 10 dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo nguồn tin, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện không chắc chắn về khả năng của Mỹ có thể thuyết phục được Israel kiềm chế các đòn trả đũa táo bạo nói trên hay không, trong khi phong trào Hezbollah cũng như chính phủ của Liban đang phản ứng yếu ớt trước chiến dịch tấn công của Israel tại đây. Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran vào ngày 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Mới đây, một nhà phân tích quân sự của hãng tin CNN cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Tha'at mà Mỹ gửi đến Israel sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của nước này bằng cách nhắm vào loại tên lửa mà Iran thường sử dụng. Tha'at là hệ thống phòng thủ tên lửa duy nhất của Mỹ có thể đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn cả trong và ngoài bầu khí quyển khi các tên lửa này bước vào giai đoạn bay cuối cùng hoặc đang lao xuống mục tiêu. Cựu đại tá không quân Cedric Layton nói với CNN, đây là những loại tên lửa mà Iran sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel hoặc bất kỳ khu vực nào khác. Ông Layton nhận định, điều này có ý nghĩa quan trọng vì khi được triển khai, khẩu đội Tha'at sẽ bổ sung thêm một lớp cho hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Israel, sẽ bổ trợ cho hệ thống vòm sắt. David Sling và Arrow đề cập đến các hệ thống phòng không mà Israel đang sử dụng. Theo Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ sẽ điều động khoảng 100 binh sĩ đến Israel để vận hành khẩu đội Tha'at. Iran đã thông báo với Mỹ rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel. Ông Layton cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai lực lượng trên thực địa sẽ làm tăng nguy cơ Washington bị kéo vào một cuộc xung đột. Ông nói, nếu những binh sĩ đó bị tổn hại theo bất kỳ cách nào, thì điều đó có thể dẫn đến việc Mỹ bị kéo vào cuộc chiến và tất nhiên có thể gây ra hậu quả mà ngoài tưởng tượng vào thời điểm này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder mô tả đợt triển khai là một trong những biện pháp mà Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây để hỗ trợ Israel, cũng như bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn. Nhưng việc triển khai quân đội Mỹ tới Israel là rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc tập trận, xét đến năng lực quân sự của Israel. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đóng quân bên ngoài lãnh thổ Israel đã hỗ trợ Israel phòng thủ khi nước này bị Iran tấn công. Tha'at là một trong những vũ khí chống tên lửa mạnh nhất của quân đội Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm xa từ 150 đến 200 km và có tỷ lệ thành công gần như 100% trong quá trình thử nghiệm. Quân đội Mỹ có 7 khẩu đội Tha'at. Mỗi khẩu đội gồm 6 bệ phóng gắn trên xe, một hệ thống radar mạnh mẽ và một bộ điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc. Truyền thông Israel đêm ngày 14 tháng 10 cho biết, giới chức nước này đã cam kết với chính quyền Mỹ về việc không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để tránh gây ảnh hưởng bất lợi tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây. Các nguồn tin của Israel dẫn lời hai quan chức Mỹ nói với tờ Bưu điện Washington rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran khi thực hiện đòn trả đũa cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel vào tối ngày 1 tháng 10 vừa qua.
Theo đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hồi tuần trước, Thủ tướng Israel Netanyahu cam kết cuộc tấn công trả đũa của nước này sẽ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, chứ không nhằm vào các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo. Định hướng tấn công này nhằm không gây ảnh hưởng bất lợi tới ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Đáng chú ý, quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 nhằm tránh ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Cho đến sáng ngày 15 tháng 10, giới chức Israel cũng như Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo chưa từng có của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, nhiều chuyên gia lo ngại rằng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để báo thù. Kịch bản trả đũa này được cho là chắc chắn khiến giá dầu thế giới tăng cao, đồng thời có nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến toàn diện thảm khốc giữa Israel và Iran. Vụ tấn công vào đêm 13 tháng 10 được cho là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 10 năm ngoái. Theo đài truyền hình CNN, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và trên 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Hezbollah vào một căn cứ quân sự gần Bin Yamina, một thị trấn phía bắc của Tel Aviv cách biên giới Liban khoảng 65 km. Các binh sĩ thiệt mạng đang trong quá trình huấn luyện bộ binh tại căn cứ này, còn những người bị thương vẫn đang nằm viện điều trị. Trước đó, lực lượng phong trào Hezbollah ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã phóng một loạt UAV tấn công vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Bin Yamina. Nhóm vũ trang này cho biết vụ tấn công là để đáp trả các cuộc không kích chết người của Israel vào Liban cách đó 4 ngày. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của lực lượng phòng vệ Israel IDF được triển khai ở miền nam Liban. Tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công được đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một tin nhắn từ thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah kêu gọi các thành viên trong nhóm bảo vệ nhân dân, gia đình, quốc gia, các giá trị của nhóm này. Thông thường, hệ thống phòng không của Israel được đánh giá là rất đáng tin cậy, nhưng trong sự việc ngày 13 tháng 10 đã không có cảnh báo nào ở khu vực Bin Yamina vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, làm dấy lên nghi vấn về cách UAV có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện. Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả rocket về phía các thị trấn Nahariya và Akre ở phía bắc của Israel để tấn công hệ thống phòng không của Israel, đồng thời phóng UAV. Hezbollah cho biết những chiếc UAV đã vượt qua hệ thống radar phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và đã đến được với mục tiêu trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở Bin Yamina. Người phát ngôn cấp cao của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hakkari cho biết quân đội sẽ điều tra lỗ hổng để lọt UAV xâm nhập mà không gây báo động tại căn cứ. Ông nêu rõ, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều tra vụ việc. Mối đe dọa từ UAV là mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt kể từ khi bắt đầu chiến sự. Chúng ta cần cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Vụ tấn công Bin Yamina xảy ra gần 2 tuần sau khi Israel phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban. IDF khẳng định chiến dịch này đặt ra giới hạn. Mặc dù thực tế trên thực địa cho thấy họ có thể chuẩn bị cho kịch bản một cuộc mở rộng và kéo dài hơn, IDF đã ban hành lệnh sơ tán 1/4 lãnh thổ Liban và triển khai các đơn vị từ 4 sư đoàn IDF khác nhau đến khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục chiến dịch không kích dữ dội. Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, kể từ ngày 16 tháng 9, hơn 1.500 người đã thiệt mạng và ít nhất 8.000 người đã bị thương ở Liban. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah và Bin Yamina cho thấy chiến lược của Iran nhằm tăng cường năng lực của các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào Bin Yamina ngày 13 tháng 10 khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương, cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng do UAV gây ra trong chiến tranh hiện đại. Loại UAV được sử dụng trong cuộc tấn công này được cho là Mirsat-1, một máy bay không người lái mà Hezbollah đã triển khai trong hơn 2 thập kỷ, có nguồn gốc từ các thiết kế của Iran. Theo các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Alma, Mirsat-1 dựa trên mẫu Mujahideen-2 của Iran với một số sửa đổi nhỏ để phù hợp với hoạt động của Hezbollah. Mirsat-1 có thể mang theo tới 40 kg thuốc nổ, có thể đạt tốc độ tối đa là 370 km/h và có phạm vi hoạt động là 120 km. Hezbollah đã sử dụng Mirsat-1 để trinh sát, tấn công từ năm 2002 và thường sử dụng UAV này để xâm nhập vào không phận Israel. Trong cuộc tấn công vào Bin Yamina, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái kết hợp với loạt tên lửa, một chiến thuật nhằm áp đảo các hệ thống phòng không của Israel. Một chiếc UAV đã lọt qua radar giám sát và rơi xuống khu vực Bin Yamina,
cho thấy lỗ hổng đáng kể trong hệ thống phòng không của Israel. Theo báo cáo của Defense Industry Daily, đây không phải là lần đầu tiên UAV Mirsat 1 lọt qua hệ thống phòng không của Israel. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào đầu năm nay khi máy bay không người lái của Hezbollah bay qua lãnh thổ Israel trong vài phút, sau đó trở về Liban mà không hề hấn gì. Quỹ bảo vệ dân chủ có trụ sở tại Mỹ cho hay, Hezbollah ngày càng gia tăng số lượng UAV trong kho vũ khí để bổ sung cho năng lực tên lửa và rocket hiện có. Việc Hezbollah mở rộng kho UAV cũng là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm tăng cường năng lực cho các lực lượng ủy nhiệm. Các loại UAV như Mirsat 1 cho phép Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào sâu bên trong lãnh thổ Israel, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho nhân sự của nhóm. Chiến thuật này đã được cải tiến qua nhiều năm thử nghiệm. Ngoài Mirsat 1, Hezbollah còn có nhiều loại UAV khác nhau, phần lớn trong số đó do Iran sản xuất hoặc được cải tiến từ các mẫu thương mại. Những chiếc UAV này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giám sát, thu thập thông tin tình báo và các nhiệm vụ tự sát. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Anma cho thấy Hezbollah có hơn 2.000 UAV trong kho vũ khí. Một số ước tính rằng nhóm này đang sở hữu cả các mẫu tiên tiến như Mohazer 4 và Shahed. Cuộc tấn công hôm 13 tháng 10 là một phần của chiến lược UAV đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Kể từ những năm 1990, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel với nhiều vụ việc xảy ra trong thời kỳ xung đột leo thang. UAV của Hezbollah thường được sử dụng để giám sát. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng cũng được chất đầy thuốc nổ để thực hiện các nhiệm vụ tự sát. Máy bay không người lái UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Israel, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng. Radar của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã mất dấu UAV này. 4 binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái UAV của Hezbollah vào một căn cứ quân sự gần Bini Amina ở miền Bắc Israel vào đêm ngày 13 tháng 10. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết họ đã nhắm vào một căn cứ huấn luyện thuộc lữ đoàn Golani của IDF. Lực lượng quân sự phi chính thức của Liban đã coi vụ tấn công thảm khốc này là bằng chứng về năng lực của mình, ngay cả trong thời điểm quân đội Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban. Truyền thông Israel cho biết, UAV của Hezbollah đã đâm vào một phòng ăn bên trong căn cứ quân sự của IDF. IDF cho biết có 7 người lính khác bị thương nghiêm trọng và 14 người khác bị thương ở mức độ vừa phải. Trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, UAV không kích hoạt bất kỳ còi báo động nào ở Israel. Một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy hai UAV do Hezbollah phóng đi đã xâm nhập không phận Israel từ biển. Cả hai đều là UAV Mirsat, được Iran gọi là Ababin-T. UAV tự sát này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, khả năng mang theo tới 40 kg thuốc nổ và khả năng bay ở độ cao lên tới 3.000 m. Cả hai đều bị radar của Israel theo dõi và một chiếc đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển phía bắc Haifa. Tiếng còi báo động vang lên ở khu vực phía tây Galilee. Máy bay và trực thăng của IDF đã truy đuổi UAV thứ hai, nhưng nó đã biến mất khỏi radar và lực lượng Israel đã mất dấu nó. Có thể là do nó bay rất gần mặt đất, không có còi báo động nào vang lên vì người ta cho rằng nó đã bị rơi hoặc bị chặn lại sau khi biến mất rồi bất ngờ xuất hiện tại căn cứ quân sự nói trên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 13 tháng 10 tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gallant đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một trạm quan sát nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa cùng với các chỉ huy quân đội Israel. Ông Gallant tuyên bố rằng Israel coi toàn bộ tuyến làng đầu tiên, miền nam Liban, có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Hezbollah đã xây dựng nhiều đường hầm dưới lòng đất và kho chứa vũ khí ở những ngôi làng này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công trả đũa Israel nếu quân đội nước này tiếp tục oanh kích các mục tiêu trên lãnh thổ Liban. Trong một diễn biến liên quan, hơn 60 người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Bini Amina ở miền Bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết không có còi báo động không kích nào được kích hoạt trước cuộc không kích trên và tuyên bố rằng vụ việc này đang được điều tra.
Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel, gây ra số người bị thương lớn như kể trên, vì các hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 máy bay không người lái di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một máy bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không truy tìm được chiếc còn lại. Khoảng 1 giờ sau cuộc tấn công này, quân đội Israel tuyên bố rằng một máy bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn tại vịnh Haifa ở miền Bắc Israel. Thưa quý vị, vừa xuất hiện biên bản một loạt các cuộc họp của các lãnh đạo Hamas hé lộ những chi tiết chưa từng được biết đến về kế hoạch tấn công Israel của nhóm này. Theo tờ The Times of Israel ngày 13 tháng 10, cuộc tấn công tàn khốc do Hamas thực hiện ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 ban đầu đã được lên kế hoạch thực hiện trong năm trước đó, nhưng đã bị trì hoãn do Hamas muốn được Iran và Hezbollah hỗ trợ. Một thông tin ban đầu do tờ New York Times công bố đã nêu chi tiết biên bản của 10 cuộc họp từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Theo tờ báo này, những tài liệu này đã được phát hiện vào tháng 1 trên một máy tính tại trung tâm chỉ huy của Hamas ở Khan Yunis. Tờ The New York Times đã xác minh tính xác thực của các tài liệu này và cũng đã có được một báo cáo nội bộ từ lực lượng phòng vệ Israel xác nhận điều tương tự. Nội dung của các cuộc họp và tin nhắn chủ yếu tập trung vào sự tham gia của Iran trong việc lập kế hoạch và tài trợ cho cuộc tấn công. Theo đó, kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cộng đồng dân sự của Israel lần đầu tiên được đề cập trong một cuộc họp vào tháng 1 năm 2022 khi các quan chức Hamas tham dự thảo luận về việc tránh làm leo thang xung đột với Israel và thay vào đó tập trung vào dự án lớn. Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, quá trình đó có thể đã bắt đầu sớm hơn dựa trên những bức thư do ông Sinwar gửi cho các quan chức Iran. Trong đó, ông đề nghị hỗ trợ tài chính và quân sự cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Yêu cầu của ông Sinwar dường như đã được chấp thuận, vì tờ The Wall Street Journal cho biết họ có được một bức thư, trong đó một quan chức Iran xác nhận việc cấp 10 triệu đô la Mỹ cho cánh vũ trang của Hamas. Sau cuộc họp tháng 1 năm 2022, dự án lớn đã được thảo luận chi tiết trong các cuộc họp tiếp theo của lãnh đạo Hamas ở Gaza vào tháng 4 và tháng 6 cùng năm. Trong khoảng thời gian đó, kế hoạch tấn công bắt đầu hình thành. Tháng 11 năm ngoái, The Washington Post đưa tin rằng một tài liệu dài 36 trang đã được phát hiện ở miền Bắc Gaza, trong đó nhiều kịch bản tấn công Israel đã được vạch ra và xem xét. Tờ báo này cho biết các mục tiêu tấn công được Hamas thảo luận bao gồm các trung tâm thương mại và trung tâm chỉ huy quân sự, cũng như tháp Esrieli ở Tel Aviv. Trong kịch bản này, một nhóm khủng bố dự tính thực hiện một cuộc tấn công tương tự như các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị loại bỏ sau khi nhóm Hamas kết luận rằng họ thiếu khả năng phá sập các tòa nhà. Một trong những kế hoạch khác bị loại bỏ là sử dụng xe ngựa kéo mà nhóm Hamas cho rằng sẽ nhanh và nhẹ khi vận chuyển các tay súng mà không thu hút sự chú ý như các loại xe cộ hiện đại. Đến khi lễ Rosh Hashanah diễn ra 9 tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2022, Hamas dường như đã sẵn sàng tấn công. Nhưng phải mất thêm 13 tháng nữa thì Hamas mới thực hiện cuộc tấn công và tàn sát ở miền nam Israel. Lý do trì hoãn không được đề cập rõ ràng trong biên bản cuộc họp, nhưng có những dấu hiệu cho thấy trì hoãn là có liên quan đến việc Hamas kêu gọi Iran và Hezbollah ở Liban giúp đỡ. Mặc dù có vẻ như Iran và Hezbollah sẵn sàng tham gia, nhưng cuối cùng Hamas đã tiến hành mà không có sự trợ giúp trực tiếp từ Iran hay Hezbollah. Tờ New York Times đưa ra một số lý do khiến Hamas sẵn sàng tiến hành tấn công mà không có đồng minh. Đó là Hamas lo ngại rằng Israel sắp triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Ngoài ra, Hamas còn lo Israel và Ả Rập Xê Út dường như đang tiến gần hơn đến bình thường hóa quan hệ. Từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho đến ngày thực hiện, Hamas đã chủ ý làm cho Israel rơi vào cảm giác an toàn giả tạo bằng cách khiến nước này tin rằng Hamas đang tập trung việc quản lý Gaza thay vì tìm kiếm xung đột. Chiêu thức này đã thành công khi Israel đã bị bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Đến mùa thu năm 2023, sau gần 2 năm lừa gạt Israel, Hamas lại một lần nữa sẵn sàng tấn công. Cuối cùng vào sáng ngày 7 tháng 10, nhóm Hamas đã phát động cuộc tấn công chết chóc. Khoảng 1.200 người đã bị tàn sát tại hàng chục cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày hôm đó. Và 251 người đã bị bắt giữ làm con tin. Trong số đó, 97 người vẫn còn ở Gaza. Tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban, ngày 14 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã lần đầu tiên bắn phá mục tiêu ở khu vực phía bắc Liban, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt kéo dài hơn một năm qua giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Liban, địa điểm bị tập kích là khu vực Aitou,
có đa số người Công giáo sinh sống ở phía Bắc Liban. Cuộc không kích khiến ít nhất 18 người chết và hàng chục người khác bị thương, đa số là dân thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ngày 8 tháng 10 năm 2023, khu vực Ai Tàu bị oanh tạc. Dấu hiệu cho thấy không quân Israel có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công ra toàn lãnh thổ Liban. Trước đó, các cuộc đánh phá trong chiến dịch không kích mũi tên phương Bắc kéo dài gần 2 tuần qua của Israel và Liban, chủ yếu nhằm vào khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Cho đến chiều ngày 14 tháng 10, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin nước này nói rằng mục tiêu bị tập kích là một quan chức cấp cao của Hezbollah. Động thái mở rộng không kích của Israel và Liban được tiến hành chưa đầy một ngày sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Hezbollah và một căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel ở gần thành phố cảng Haifa vào tối ngày 13 tháng 10, khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và gần 60 quân nhân bị thương. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah gây tổn thất nặng nề nhất cho lực lượng phòng vệ Israel sau hơn một năm giao chiến. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sáng ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thề sẽ dốc toàn lực để tấn công trả đũa nhóm vũ trang Liban. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!